Chào các bạn nha. Đây để mình quay cái anh thợ cưa cây nữa các bạn. Anh mang đồ nghề vô sửa sạn lên hạ cây thốt nốt các bạn ơi. Đây cây thốt nốt nằm ở trong cái vườn chuối các bạn. Cây thốt nốt này cũng rất là cao luôn nha. Để mình quay nốt cho các bạn coi. Đấy cây thốt nốt đó. Cây thốt nốt này nó cũng nằm sát với cái nhà của người ta nè các bạn. Không có thể nào hạ một khúc trên được, để hạ nguyên cây cho nằm đọt khúc trên kia luôn các bạn ơi. Mà anh leo lên anh mắc cọc dây ngọn mới được các bạn. Giờ anh mang đầu nghề vô sửa sạn lên cây thốt nốt nha các bạn. Không ai nhà chứ hả? Bộ mở cửa được nữa hả? Phải không nữa nha. Mở cửa bên nào? Mở cửa bên tàu lao. Đi em phá cửa đàng hoàng mà nói gì ngộ trời. Có xe đậu ngoài không? Chiếc ghim hả? Em điện anh điện cho vợ em coi, vợ em nó ở đâu, ở ngoài nhà Linh ngoài hay gì á. Vậy hả? Rồi. Đó, giờ anh leo lên cây thốt nốt, anh gọt dây đó các bạn ơi. Anh đi cây thốt nốt anh sắn này cập cập luôn các bạn. Anh leo vô cây thốt nốt anh phất ba cái lá rồi các bạn ơi. Đó, giờ anh tuột xuống tới dưới gốc rồi các bạn. Để hồi ảnh cưa gốc rồi mình quay cho các bạn xem coi nó ngã như thế nào nha. Rồi đây. Cái móng của ảnh sắn đi sắn thì kịch kịch luôn các bạn. Đó giờ ảnh xuống ảnh tháo dây an toàn rồi ra sửa hồi ảnh sẵn hạ gốc nha các bạn. Đó đây là cái đôi móng của ảnh nha các bạn. Rồi đây các bạn, anh chưa sạn hạ gốc rồi, anh dùng cái máy cưa đó chưa sạn hạ gốc nha các bạn. Yeah.
nốt này cũng khá là già luôn các bạn, lỗi không luôn. Đó giờ anh đứng anh mé này anh cưa rồi cho nó ngã như thế kia vậy. Mình thấy ngã nó nha, thôi ơi thấy ngã cả hì luôn các bạn ơi. Đây gốc hút lốt rất là già luôn các bạn. Thôi đi. Đây khai thúc nốt nữa các bạn. Đây là bà cụ già chủ cây thúc nốt nha các bạn. Đây là khán giả ta coi quá trời luôn các bạn ơi. Rồi đã xong rồi đó các bạn ơi. Hẹn các bạn video tiếp theo ha. Chạy. Chạy đi đi tới lui lấy lá gì à? Hả? Nước cào lên tới trên này. Ok. Con hết con chơi.